Rồi, cảm ơn anh Dương Bích Trường. Chị ơi, chị giúp em là để em kiểm nghiệm lại điện tử trong ngôi nhà mình một chút ạ. Trước đây thì anh ngủ tại đâu ạ? Chị có thể nói giúp em ạ? Em xin phép em gọi cho chị nhé. Dạ, phòng 1 tầng trệt. Rồi, em xem này. Tầng trệt ạ. Vị trí nào ạ chị ơi? Vị trí nào chị ơi? Em hy vọng anh sẽ không ngủ ở Tây Nam. Nếu ngủ Tây Nam thì to luôn, thì là nguyên nhân luôn. Đó. Vị trí nào chị ơi? Kế phòng khách. Kế phòng khách đây, phòng ngủ 1 đúng không chị ơi? Phòng ngủ 1 là chị ơi, chị xin lập về. Đây em kiểm nghiệm lại thôi. Nếu mà phòng ngủ 1 thì nó không vào điện tử nhé, mà nếu mà ở phòng ngủ 2 thì nó sẽ vào điện tử chị nhé. Rồi, nhưng mà cái vấn đề là khu vực Tây và Tây Bắc hỏng như thế rồi thì rất là nguy hiểm chị nhé. Ôi, rất là nguy hiểm. Chị ơi, bây giờ là hiện tại thì chị có đủ kinh phí, có đủ kinh tế để chị sửa lại ngôi nhà mình không ạ? Nếu chị sửa nhé, em sẽ đưa phương án cho chị sửa bên trong này. Đây là đây chị nhé, tất cả bếp và vệ sinh này chị này, tất cả bếp và nhà vệ sinh chị không để đây nữa chị nhé, chị không để đây nữa chị nhé. Bây giờ chị chuyển vào đâu? Chị sẽ chuyển về vệ sinh thì chị bỏ đi cho em một cái phòng ngủ tại Tây Nam này chị nhé. Đây chị bỏ cho em một cái phòng ngủ tại Tây Nam này. Bỏ cái phòng ngủ tại đây đi chị nhá, tại đây chị bỏ đi, chị làm thêm một cái nhà vệ sinh vào đây chị nhá, làm nhà vệ sinh vào đây, sau đấy là tại đây chị ơi, đây là cầu thang đi lên rồi, hoặc chị có thể chuyển nhà vệ sinh vào đây chị nhá, đây là cầu thang đây rồi thì chuyển nhà vệ sinh vào đây cho em, đây chuyển nhà vệ sinh vào đây, đây vệ sinh đây chị nhá, chị giúp em cái, giúp em xử lý giúp em, nguy hiểm lắm chị ơi. Chị ở thế này thì đây chị chuyển vệ sinh ở đây chị nhá, và bếp đây là vào đây, nó vào hợi rồi, rất là nguy hiểm, không được rồi, không được rồi, không được chị nhá, không được rồi, tốt nhất là phải chuyển về đây thôi chị ạ. Chị bỏ vào cái phòng ngủ đi, đây vào Tây Nam đây chị ơi, Tây Nam dưới gầm cầu thang cũng không được, khó nhỉ, nhà chị rất là khó luôn đấy, rất là khó. Cái phương vị Đông Nam rộng, phương vị Tây và Tây Bắc cũng rộng. Thôi tốt nhất chị bỏ phòng ngủ 2 đi, bỏ phòng ngủ 2 chị làm những cái phòng nhà vệ sinh vào đây đi nhé, đây chị làm những nhà vệ sinh vào đây cho em. Làm nhà vệ sinh vào đây chị nhá, vệ sinh vào đây. Rồi ok chị làm vệ sinh vào đây. Bỏ hết nhà vệ sinh đây đi chị nhá, bỏ hết đi. Quan trọng là đặt bếp ở đâu rồi. Đây xong chị đặt bếp vào đây chưa? Đây chị ơi, chị đặt bếp vào đây chưa? Cái chỗ này chị có thể đặt chậu rửa được, còn chỗ này chị đặt bếp vào đây chưa? Đây chị nhá, chị đặt bếp vào đây chưa? Chị đặt bếp vào đây chưa? Đây chị đặt bếp vào đây chị nhé, còn chỗ này chị đặt chỗ rửa. Đây chỗ này chị đặt chỗ rửa vào đây cho em nhé. Chị nhé, chị bỏ hết toàn bộ công trình phụ, nhà vệ sinh và bếp tại đằng sau thì chị giúp em, càng sớm càng tốt chị nhé. Nếu như chị không cần dùng đến phòng ngủ tầng 1 thì chị có thể giải phóng ra, giải phóng ra cho, tại vì phòng ngủ em thấy là phòng ngủ bé quá chị nhé, phòng ngủ bé quá nó không tốt cho sức khỏe đâu chị ạ, không tốt đâu chị nhé, chị xin lỗi nhé. Và chị đường trước nhà mình có cái mương nước rồi, nhưng mà chị đặt nước cho em ở đây này, chị đặt nước vào đây cho em này, để mình lấy cái nước sạch, tại vì cái nước ngoài ngoài mương chắc là nước sạch nhé, chị
thì đây đặt nước vào đây cho em, đặt hết toàn bộ, đây là cống nhà mình đây, đúng, cống nhà mình đây, thì đặt nước vào đây cho em, đây chị đặt cho em một cái thạch chị bình ngay đây nha, đây chị nhé, còn đây chị làm cho em cái nước đây, đây chị làm cho em, đây chị đặt thạch chị bình vào đây cho em, để cho công việc đầu vào của mình có đấy chị nhé, có tiền đó. Các anh chị có nhìn thấy không ạ? Đây đặt thạch tín vào đây cho em nhé. Đây chị nhé, đặt vào đây cái nhé chị nhé. Rồi. Tại phương vị phía đông lại cũng có cổng phụ à? Có lắm cổng nữa nhỉ? Nếu chị đặt tiếp thêm một cái thạch tín bình vào đây nhé. Đây chị đặt vào đây cho em. Chị nhé, chị Thiên Lộc nhé. Chị bỏ hết công trình phụ đằng sau giúp em. Rồi ok. Rồi trên tầng 2 nhà chị em xem nào. Tầng 2 sân thượng nhà chị có lọc mái không chị ơi? Miếng. Rồi, xem tầng 2 chị nào. Tầng 2 chị bù khuyết vào đây cho em nhé. Đây chị ơi, chị bù khuyết vào đây cho em. Đây chị lập tôn xong rồi chị xây lấy bắn máy vào đây cho em. Chị làm cái tấm sáng cũng được. Chị bù khuyết vào đây cho em nhé. Bù khuyết vào đây cho em. Đây, cái phần bù khuyết đây chị nhé. Đây, chị bù khuyết vào nhé. Đây thì bù khuyết vào đây cho em. Tầng 2 mình bù khuyết tương đối nhiều, mình bù khuyết cho em. Rồi tiếp theo mình sẽ làm khi mình bù khuyết xong ấy. Đó, ok, khi mình bù khuyết xong. Đây mình sẽ lập cực lại. Rồi bù khuyết xong chúng ta xem nào, giếng vệ sinh, vệ sinh vẫn đang vào tây chị nhé, chị bỏ nhà vệ sinh này giúp em, bỏ vệ sinh được đây giúp em, phòng đồ, phòng thờ, ui chị mà sửa lại hết hơn nhiều kinh phí chị nhé, chị xem có phương án nào, có thể chị đi thuê nhà chị ở đi, chị thuê nhà chị ở đi. Mình thuê một cái nhà nào, tìm một cái nhà nào đó tốt thì thuê chị ở đi, chị làm có tiền đó, sau này chị về thì tính sau chị nhé, không ở đây nữa chị ơi, ở đây không tốt đâu chị nhá, em khuyên chị đấy chị nhá, chị Thiên Lộc nhá. Rồi em xin kết thúc nhà chị ở đây nhá, em khuyên chị là không ở nhà này được đâu, tại vì khi mình sửa lại nhà ấy, cái nhà mình nó tự dưng cái mình đang định ký của nhà mình trước đây ấy, bây giờ mình sửa lại mình sẽ không nhận được giá trị nhanh đâu, tại vì khi mình làm hết trong một lúc mình làm mạnh tay luôn ấy, thì rất dễ xảy ra cái trường hợp là bị sốc thần khí, tức là mình nó không định khí lại được ấy, các chị nhé, nó không định khí lại được nhanh, thì đến lúc mà chị làm có tiền thì rất là lâu, chị nên tìm nhà khác thì thuê chị ở gì nhé, trong thời gian để chị làm có tiền đó, thì xin lỗi nhé, rồi cảm ơn chị nhé, rất là cảm ơn chị, các anh chị có thấy không ạ, một cái loại phong thủy nó kinh khủng như nào? Nó mất cả tiền bạc luôn. Nhà chị từ khi về đây ở mất rất là nhiều tiền đúng không chị Thiên Lộc ơi?
làm đã làm không có tiền thì còn mất rất nhiều tiền không đâu vào đâu, đúng không chị Thiên Lộc ơi? Các anh chị ạ, rất đáng tiếc các anh chị ạ, rất đáng tiếc. Rồi tiếp theo, nói về vấn đề về mất người, vấn đề mất người thì em có một câu chuyện này em sẽ kể với anh chị về vấn đề mất người. Tức là vừa rồi em có tư vấn một ca, tức là vào tức là khi em tâm sự với cháu chị ấy thì chị có nói là anh chị ấy làm, tức là đang muốn làm cái nhà nhà hướng Nam, nhưng mà khi chị nói là em trai chị ấy làm nhà trước nhà chị ấy, tức là cái nhà cũ nhà chị ấy, nhà hướng Nam có bà ở đấy, tức là mẹ chồng của chị ở đấy, thì em trai ông làm thì ông ấy làm nhà cái khu vị ông ấy làm thì lại đúng vào khu vị phía đông, ở phía nam của ngôi nhà đó, của ngôi nhà mà bà đang ở. Thì thưa các chị này, cái đúng vào năm 2017 thì khi chị nói ra là bà mất vào năm đó, thì anh chị đây em hướng dẫn các anh chị tại sao cái năm 2017 các chị nhé, tại 2017 tại sao lại hướng nam lại là sao ngũ hoàng đạo hướng các chị nhìn này. Chúng ta sẽ tính như sau các chị nhé, đây chúng ta cũng sẽ dùng công thức này 11 trừ nhé, ví dụ là 2000 này, 2017 này các chị nhé, 2017 này thì chị này 2 thì bằng 10 đúng không ạ, đây thì cái này bằng 1 đúng không ạ, này bằng 1 thì các anh chị để các anh chị sẽ tính này, đây là tính nhé, đây là đấy, các anh chị để cái này là em muốn là các anh chị thử thử xem ngôi nhà các anh chị trước đây khi trong quá trình các anh chị xây, các anh chị đồng phố mà có vấn đề cái người trong nhà mình xảy ra vấn đề về tai nạn ấy, trong vấn đề về chết người ấy, thì các anh chị hãy xem lại cái đúng cái năm đó nhà các anh chị xây vào đúng cái năm sau ngũ hoàng đạo hướng không. Ví dụ năm 2024 năm nay thì sao ngũ hoàng đáo hướng và đáo vào phương vị tây anh chị nhé. Đây chúng ta sẽ xem này, công thức tính sao ngũ hoàng theo lưu niên, tức là theo năm anh chị, theo năm các anh chị xem nhé, các anh chị thử kiểm tra lại để các anh chị thấy được tại sao phong thủy nó là kinh khủng thế các anh chị ạ. Nó không phải là tất cả đấy chị, em vẫn nhắc lại nó không phải là tất cả đâu, nhưng khi mà nhà mình bị lỗi phong thủy nó có thể mất tất cả anh chị nhé, có thể mất tất cả. Mà tại sao chúng ta lại lại không xử lý ngay từ đầu, chúng ta không xử lý từ lúc chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm nhà thì chúng ta đến đây chúng ta ở, chúng ta yên tâm chúng ta làm việc, con cái chúng ta phát triển anh chị nhé. Đây chúng ta sẽ có này, đây chúng ta sẽ đưa một, đây chúng ta sẽ lấy là 11 trừ đi tổng có năm nhé, tức là năm 2017 này, để chúng ta thấy được sao ngũ hoàng tại sao đáo vào phương Việt Nam, mà khi chúng ta động thổ tại cái phương Việt Nam cái ngôi nhà đó thì người mẹ bị mất anh chị nhé. Đây chúng ta sẽ đưa một và chúng ta quy thuận anh chị nhé, một này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Sao số năm tác động vào phương vị nào, nó nằm ở phương vị nào thì nó sẽ là cái sao ngũ hoàng đấy chị nhá. Đây các anh chị nhìn có nhìn thấy không ạ? Đây cái sao số 5 này nó đáo vào phương vị phía nam này. Đây ví dụ ngôi nhà này em vẽ lại một chút, ngôi nhà này hướng nam này, đây đây nha các anh chị nhá, ngôi nhà hướng nam này, đây đây là nhà hướng nam, đây hướng nhà đây hướng nam anh chị nhá, để các anh chị thấy được này, nó nguy hiểm thế nào các chị. Sao ngũ hoàng là một trong những đại sát các chị, đây là nam này. Đây đây là cái nhà này các anh chị, nhà này là mẹ bà mẹ chồng nó ở đây, thì đến lúc ông em trai ông xây nhà ở đây các anh chị ạ, ông xây cái nhà này, xây nhà đây nhà thì ngoài vào phương thủy phía đông, đây đây là đông, thì điều gì xảy ra anh chị, đang xây nhà thì bà mẹ mất một cách mà không ai nghĩ ra là bà mất, nó rất là nhanh mà không ai ngờ tới anh chị, rất là nhanh mà không ai hiểu đó là nguyên nhân tại sao anh chị nhé. Anh chị rất là nguy hiểm thì các anh chị hãy xem lại nhà mình các anh chị nhé, chúng ta có công thức rồi các chị nhé, chúng ta lấy cái đây các chị nhìn này, công thức đây rồi các chị nhé, chúng ta xem
thì chúng ta tính lại. Nếu nhà các anh chị nào ở đây mà xảy ra vấn đề về tai nạn các anh chị nhé, vấn đề về mất người, cái năm chúng ta xây dựng chúng ta làm nhà thì các anh chị hãy xem nhà chúng ta ở đó, hoặc là các anh chị đang ở nhà chúng ta mà phía trước nhà chúng ta, tức là hướng phía trước nhà chúng ta mà có người ta động thủ ngay trước nhà chúng ta mà đúng cái năm xong hoàng đạo hướng của chúng ta, thì chúng ta xem lại các anh chị nhé, xem lại xem là có đúng như thế không, không chỉ có kinh khủng thế không các anh chị nhé, các anh chị nhé. Rồi rất là cảm ơn các anh chị. Nếu chọn đất thì chỉ chọn cho em hiện tại chỉ có thể chọn nhà hướng tây và tây bắc, hướng nam được, nhưng phía trước không có nước nhé, không có ao suối sông hồ gì hết chị nhé, phải thoáng, có ngã ba ngã tư, có đường rộng càng tốt chị Kim Lộc nhé. Cắt khí không được nhé anh Nguyễn Hưng nhé, cắt khí không được, đừng nên chúng ta dùng cái biện pháp cắt khí chị nhé, anh Nguyễn Hưng nhé, cắt khí chúng ta vẫn bị ảnh hưởng, không nên, mà nhất là dừng nó lại ở phía sau nó quán về nhân đinh, nó quán về sức khỏe các anh chị nhé, hết sức chúng ta không nên, anh Nguyễn Hưng nhé. Rồi rất là cảm ơn các anh chị, chúng ta còn một nhà nữa, chúng ta còn một nhà nữa các anh chị nhé, còn một nhà nữa, để một nhà này các anh ấy có nhờ em tư vấn nhà gì đây nhà gì đây, nhà hướng là 210 độ tây nam, thì đây là phương án thiết kế của anh ấy, phương án thiết kế mà em tư vấn là anh thiết kế này không được đâu, thiết kế này về đây ở thì không làm ăn gì được luôn, người trong nhà lúc nào cũng bí bách và liên quan đến vấn đề là hao tốn hao về tiền bạc luôn. Đây nhà hướng tây nam đây các anh chị này, các anh chị nhìn thấy nhà này là các anh chị có nhìn thấy không ạ? Các chị có nhìn thấy không? Các chị nhìn thấy em chia sẻ màn hình không ạ? Dạ chị xin lỗi nhé, không có gì đâu ạ. Dạ vâng, thưa các anh chị này, trong những buổi live thì em sẽ xin phép em tư vấn cho giúp nhà ít nhất 1 đến 2 các anh chị mà đang có vấn đề liên quan đến vấn đề về ốm đau bệnh tật và vấn đề liên quan đến về tài chính, vấn đề liên quan đến vấn đề về mất mát về tiền bạc các anh chị nhé. Em sẽ tư vấn miễn phí giúp các anh chị tại đây, và sau đấy thì các anh chị có thể là kết bạn Zalo với em, liên hệ với em sẽ đưa các anh chị vào cái tổ vào với những cái nhóm hỗ trợ các anh chị nhé. Rất là hy vọng từng ca này thì các anh tức là khi em xử lý từng ca này thì về diện rộng ấy, về diện rộng thì các anh chị hiểu hơn tại phương vị nào chúng ta cần có nước, tại phương vị nào chúng ta không cần nước các anh chị nhé, chúng ta cần bố trí vệ sinh như thế nào, bố trí bếp như thế nào, các phòng học giường ngủ chúng ta thế nào các anh chị nhé, và quan trọng nhất là các yếu tố bên ngoài, các xung sát bên ngoài các anh chị nhé. Anh chị ạ, đây tôi cho các anh chị xem một cái em bay và live cam cũng một cái nhà này em vừa nói xong, đây các anh chị chờ chút nhé. Đây đây các anh chị này, chúng ta có thể quan sát một chút về cái ngôi nhà mà em vừa nói ấy, là cái khi mà ông làm cái nhà trước nhà tại hướng nam ấy, thì khi em đến thì em bay vào lại cam xung quanh các anh chị ạ, bay vào lại cam xung quanh ngôi nhà này, thì em đến thì các em cần phải quan sát cái yếu tố xung sát xung quanh ngôi nhà, tại vì sao đó nó tác động lên đây, thì ông em lại làm đào cái giếng tại phương vị tây bắc của nhà này, nhà hướng đông đào cái giếng tại phương vị tây bắc của nhà này, mở cửa tại tây bắc đặt đào giếng tại tây bắc rất là nguy hiểm các anh chị rất là nguy hiểm. Nhà anh này cũng làm phong thủy các anh chị nhé, cũng làm có thầy nào em không biết được, em đến thì em không tư vấn gì, tại vì anh có một cái quan điểm riêng của anh ấy. Đây nhà hướng nam đây, anh ấy động thổ cái trước nhà luôn các anh chị vào năm 2017. Đây, xung quanh các em bay vào là cam để quan sát yếu tố sinh sát tác động vào ngôi nhà để chuẩn bị thiết kế nhà cho anh ấy. Đây cái ngôi nhà cũ này anh ấy chuẩn bị phá đi,
cái ngôi nhà trước bà nữa đây. Anh ấy động thủ vào đứng trước nhà luôn, ngay gần luôn, ở khu vực phía nam ngôi nhà. Đây các anh chị, rất là nguy hiểm các anh chị nhé. Các anh chị nhìn thấy không ạ? Đấy đây ngôi nhà, đấy ngôi nhà mà chuẩn bị phá để xây mới các anh chị. Là chú anh ấy đào một cái giếng để tây bắc của ngôi nhà hướng đông các anh chị nhé. Cái đồng viện, nhưng mà rất may sau này cái chuẩn bị cái giếng này nằm ở tây nam của cái ngôi nhà mà anh chị nhờ mình thiết kế, rất là may. Đây đất xung quanh phía sau là khu chùa. Phía trước 11 mét, phía sau là 7 mét không tốt đâu anh nhé. Không tốt là tỷ lệ nó quá nhiều, tỷ lệ nó bị tốt hậu quá nhiều anh chị nhé. Nếu 11 mét mà đừng trước 11 mét, đằng sau là 10 mét hoặc là 11 mét thì không sao anh chị nhé. Mà 11 mét mà đằng sau là 7 mét thì không tốt, đúng đất không tốt anh chị nhé. Chúng ta xây nhà chúng ta cố gắng chúng ta đừng xây hết đất anh chị nhé. Anh Xuân Nguyễn nhé. Rồi. Các anh chị có thấy cái màn hình nhà anh là anh gì, anh phải xem Zalo anh tên gì, dân quân tên anh có gửi cho em, các anh chị anh có gửi cho em, anh nhờ em tư vấn tại vì anh sắp xây, anh đang rất là lo lắng không biết xử lý như nào. Và thực sự rất là may khi anh biết đến em các anh chị, nếu anh xây nhà này thì thôi anh chịu luôn, không làm ăn được đâu. Thế xem là anh tên là gì, thế hôm nay anh có vào không? Anh ơi cái nhà này ở trên live anh có trên này không ơi? Anh ơi anh tên là gì nhỉ? Thực sự là em rất là nhiều tin nhắn các anh chị, rất là nhiều. Bây giờ em phải thành lập cái nhóm ra để nhờ các anh em chuyên gia và các thầy hỗ trợ các anh chị, chứ không thì các anh chị hỏi em nhiều quá nó không trả lời được thì các anh chị lại trách em. Anh chị trách em. Đây là anh Phan Trung Kiên. Anh Phan Trung Kiên có đây không ạ? Anh Phan Trung Kiên có đây không ạ? Anh Phan Trung Kiên có đây không anh ơi? Nếu anh có đây thì em xử lý nhà anh, mà không có thì thôi anh nhá. Thì em sẽ xử lý riêng cho anh sau. Anh Phan Trung Kiên có đây không ạ? Rồi để em rồi anh không có đây thì thôi nhá. Chúng ta sẽ xin phép chúng ta dừng like ở đây đấy anh chị nhá. Anh Phan Trung Kiên, nếu hôm sau anh có thì em sẽ xử lý nhà cho anh nhé. Rồi, chúng ta đã có buổi live tầm gần 2 tiếng rồi. Xin phép các anh chị là ngày mai thì em có đi tư vấn 2K ở tại thành phố Hưng Yên. Nếu các anh chị nào chúng ta ở khu vực Hưng Yên thì các anh chị có thể liên hệ với em anh chị nhé. Em tư vấn có thể là em ghép ca để đến tư vấn cho nhà các anh chị luôn các chị nhé. Và các anh chị này, em xin phép một lần nữa này, rất là mong các anh chị, mỗi một anh chị hãy ấn chia sẻ cái kênh của em đến nhiều người thân và anh chị biết hơn. Tại cái kênh Facebook của anh chị, các anh chị cố gắng các anh chị chia sẻ bài giúp em nhé, chia sẻ kênh của em giúp đến mọi người biết đến kênh của em nhiều hơn các anh chị nhé. Rất hy vọng mọi người sẽ biết đến em để mọi người thấy được tại sao không khí nó lại tác động vào ngôi nhà mình, tác động vào con người sống trong ngôi nhà đó như thế nào, nó tại sao nó lại xảy ra vấn đề về những mất về nhân tinh, mất về vấn đề về tài chính các anh chị nhé. Rất là cảm ơn các anh chị, nếu các anh chị giúp em, các anh chị chia sẻ giúp em, các anh chị nhé. Không mong muốn gì hơn các anh chị, mong muốn là rất mong muốn là cho đi các anh chị, cho đi thì những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái thực tế em đi làm, để em có những ca nào em thấy thực sự nguy hiểm thì em sẽ đưa lên đây để cho các anh chị chúng ta tránh, anh chị nhé, chúng ta tránh. Và đặc biệt những anh chị nào chúng ta chuẩn bị xây nhà mới, anh chị nhé, chúng ta chuẩn bị xây nhà mới thì chúng ta nên, anh chị nhé, chúng ta nên quan tâm đến phong thủy ngôi nhà các anh chị nhé. Rồi rất là cảm ơn các anh chị đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em, các anh chị luôn luôn tức là dõi theo em và đồng hành cùng em. Rất là cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị có một ngày cuối tuần ngày chủ nhật ngày mai có nhiều niềm vui với gia đình. Xin cảm ơn các chị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi live tiếp theo. Nếu thứ ba tuần sau mà em không bận, em sẽ live vào thứ ba tuần sau các chị nhé. Chúng ta sẽ cố gắng một tuần chúng ta có ít nhất 1 đến 2 buổi live để giúp anh chị giải đáp tất cả những thắc mắc của anh chị mà
Các anh chị nhắn cho em mà em không trả lời được các anh chị. Một lần nữa em rất là mong, tức là mong các anh chị thông cảm, tức là mong các anh chị thông cảm nếu những cái tin nhắn các anh chị gửi cho em mà em chưa trả lời lại được các anh chị nhé. Rồi, cảm ơn các anh chị. Chúng ta dừng like nhé, cảm ơn các anh chị nhé. Nguyễn Thị Thanh Nga chào thầy. Dạ vâng, cảm ơn chị nhé, cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.